Chào các bạn, ở đây là cái lưới cao áp các bạn. Ở đây mình cho các bạn xem chiêm ngưỡng nhá. Ở đây là thanh lưới cao áp ở đây. Yeah. Đấy. Đây là bộ thanh lưới cao áp dành cho các dòng tô 3 số. Áp dụng cho dòng điện 110 hay là 210 20V đều chạy được. Có nghĩa là dòng tô ví dụ như 520, 810 hoặc là 855 ấy thì nó đều chạy được cái dòng này. Đấy. Thì lưới cao áp ở bên trong này nó có một cái thanh lưới cao áp nó chạy qua bên này. Thanh ở lưới trong này nó rất là nhỏ. Mình cho các bạn xem. Mình tháo ra cho các bạn xem nhá. Rồi. Đấy, bên trong nó có một cái sợi rất là nhỏ ti ti ở đây này, các bạn thấy chưa? Đó, đây này. Cái sợi này này. Đấy. Đấy cái sợi này đấy. Đó đó đó. Cái sợi này mình đang nối. Mình nối vào mình test cho các bạn xem. Và đây là lưỡi cao áp các bạn nhá. Bên ngoài này là lưỡi cao áp. Đây cái này là lưỡi cao áp. Còn bên trong này sẽ thanh cao áp. Cả cái này là thanh cao áp. Ở bên trong này là chính là sợi cao áp. Sợi cao áp này sẽ có một cái gói như này này. Thì nó là 0,06 mm. Đấy, khi mà nối vào đây thì nó sẽ kết nối giữa hai đầu bên này. Đấy, đầu bên này. Thanh này thì đang bị đứt chưa được nối lại. Đấy. Rất là nhỏ. Còn thanh này đã được nối lại rồi.